Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Vintran, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Vintran Official. Kính thưa quý vị, bây giờ là tháng 7 năm 2020 và chủ đề chúng ta nói trong tháng này của Ask Dr. Vin là bệnh tim, bệnh phổi và bệnh thận. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị 10 cái dấu hiệu rất là nguy hiểm mà quý vị không nên bỏ qua, tại vì những cái dấu hiệu này nó có thể liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp tới tim, phổi và thận của quý vị. Và chúng ta không có nên xem thường những cái dấu hiệu này, tại vì nếu mà chúng ta không chữa và không tìm ra thì đôi khi nó dẫn đến những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Cách mà tôi giải thích cho quý vị nghe trên đài cũng giống như là gặp tôi tại phòng khám là ba cái cơ quan này, tim, phổi và thận, thường là làm việc chung với nhau. Tim là một cái máy bơm nước, giống như quý vị tưởng tượng bơm máu tới khắp người chúng ta. Chúng ta cần máu ở mọi nơi trên cơ thể để mà chúng ta sống. Thận là cái máy lọc những cái dơ, những cái gì trong máu chúng ta và giữ cho máu chúng ta sạch. Và phổi là cái máy lọc không khí. Và cái phổi này nó giúp cho chúng ta lấy những chất độc, ví dụ như CO2, và đưa oxy vào máu. Ba cái cơ quan này làm việc chung với nhau rất là hiệu quả. Thành ra nếu mà chúng ta bị bệnh một trong ba cơ quan này, chúng ta dễ dàng mắc thêm những cái bệnh ở hai cái cơ quan khác hoặc là nhiều cơ quan khác trên cơ thể. Thành ra những cái triệu chứng mà tôi nói dưới đây, 10 cái triệu chứng này không hẳn chỉ là do một cơ quan, không hẳn là do một bệnh tim, mà có khi là kết hợp giữa tim, phổi và đôi khi có cả thận. Rồi, dưới đây là 10 cái dấu hiệu rất là nguy hiểm mà quý vị không nên bỏ qua. Đầu tiên là đau tức ngực. Đây là cái cơn đau mà nhiều khi chúng ta hay bỏ qua. Lý do là tại sao? Tại vì đau á, đôi khi nó chỉ diễn ra một vài phút và chúng ta ngồi nghỉ thì nó hết đau. Và cơn đau như thế nào? Chúng ta có cảm giác đè, ai đang đè lên ngực quý vị mà thấy nó, ai đó bóp trái tim của mình. Thật ra mà nói cái này nó không có rõ ràng, nhưng mà nhiều quý vị chia tay tình đầu á, thấy cái trái tim mình bị bóp, giống như có ai đó cảm giác như mình bóp nát trái tim của mình. Nói về thì cũng không đúng, nhưng mà thật sự có một cái bệnh liên quan tới chia tay tình yêu và cũng là bệnh tim. Nhưng mà trong trường hợp á, mà cái tim chúng ta bị đau, bị tức ngực, bị đè như vậy và nó kéo dài một vài phút, và đôi khi cái cơn đau này nó lại kèm theo là quý vị thấy đau bên tay trái, quý vị thấy là cái cơn đau này nó đưa về phía sau phổi chúng ta, và đôi khi chúng ta cảm thấy bị đau ở cái vùng hàm, thì đây là những cái dấu hiệu rất là nguy hiểm. Và nếu quý vị bị một lần thôi, đừng có chủ quan, mặc dù một vài phút sau nó hết. Nó chỉ đơn giản là tại vì có thể là cái tim chúng ta ở thời điểm nó kép mạch, nó bị nghẹt, nhưng mà chúng ta may mắn chúng ta qua được và tim chúng ta được cung cấp máu lại. Nhưng mà nếu lần sau cái phần nghẹt đó không có được cung cấp máu lại và cái đó là lên cơn đau tim chính thức, và có nhiều trường hợp chúng ta không chữa trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Thì đó là trường hợp đầu tiên quý vị nha, là đau tức ngực. Những cái cơn đau này không thể nào bỏ qua. Cái cảm giác thứ hai là khó thở, giống như là quý vị cảm giác như mình phải luôn hít thở, ráng thở. Thì mặc dù là lúc đó quý vị không có làm gì hết, quý vị không có chạy, quý vị không có làm gì nặng nhọc mà cần phải có thêm oxy, thì ở cái thời điểm đó chúng ta ngồi yên mà chúng ta cần phải thở, chúng ta cần phải hít thở sâu vô, chứng tỏ được là tim chúng ta hay là phổi chúng ta không có hoạt động hiệu quả. Và đó là cái dấu hiệu nguy hiểm thứ hai tôi muốn quý vị phải đi gặp bác sĩ ngay. Tại vì có nhiều quý vị tưởng tượng và nghĩ là chắc là không sao, chỉ là một vài hôm nó khỏe. Nó không khỏe đâu, tại vì thời gian á sẽ khiến cho phổi chúng ta yếu đi, thời gian sẽ khiến cho những cơ quan khác trong người chúng ta tập cách quen dần với cái việc ít oxy, tại vì chúng ta không đủ máu bơm và khiến chúng ta mệt mỏi chúng ta, và các triệu chứng đó tôi cũng sẽ nói cái đó. Quý vị nhớ là những người hút thuốc hoặc là những người có bệnh lý về phổi càng nguy hiểm hơn thì quý vị cần phải bỏ thuốc. Như vậy, khó thở là cái triệu chứng thứ hai chúng ta không bỏ qua. Cái triệu chứng thứ ba là chúng ta bị sưng chân hay là chúng ta sưng mặt, hoặc là thường xảy ra nhất là đôi khi chúng ta thấy mặt chúng ta phù lên. Nhưng mà thường nhất là chân sưng, nhất là hai cái cổ chân của chúng ta.
khi mà chúng ta thức dậy chúng ta thấy là nó bự ra. Và đây là một trong những dấu hiệu cho thấy rằng tim chúng ta yếu đi, thận chúng ta yếu đi, và có khi phổi chúng ta cũng yếu. Thì thông thường là tim chúng ta bơm máu đi và nhận máu về. Quý vị tưởng tượng giống như là cái mấy cái nhà xe rửa xe, có xe vô chạy ra, chạy vô chạy ra. Nhưng mà nếu mà chạy ra không hết thì xe nó kẹt, nó không có vô được. Và khi xe nó kẹt, nó không vào được thì như thế nào? Nó bị tích tụ, nó bị ứ lại, đúng không? Cũng như câu chuyện ở Việt Nam, đôi khi chúng ta xuất khẩu trái cây vào Trung Quốc mà bên kia đóng cửa lại và khiến cho hàng nó bị ứ lại. Thì cái tình trạng nó cũng giống như là máu của chúng ta dưới chừng bị ứ lại, không có đi ngược vào tim, tại vì tim chúng ta yếu. Thì trường hợp đó chúng ta bị sưng chân, và khi chúng ta bị sưng mặt, chúng ta bị sưng ở những cái cơ quan khác, thì đó là cái dấu hiệu thứ ba. Sưng chân tay, thường là sưng cổ chân, sưng mặt, và đôi khi mí mắt chúng ta cũng sưng nữa, không nên bỏ qua. Quý vị cũng nhớ là đôi khi những cái bệnh lý khác về mạch máu, và đây là cũng liên quan tới tim, hay còn gọi là bệnh lý mạch vành, hay còn là bệnh ví động mạch chân, thì là những cái bệnh này, khi mà có những nghiên cứu cho thấy là chúng ta bị mạch máu ở tim là mạch vành, chúng ta thường có những cái rủi ro về bệnh lý về mạch máu ở chân hoặc là ở cái vùng chân dưới của chúng ta. Rồi, dấu hiệu thứ tư là quý vị thấy mệt mỏi hoặc là quý vị thấy kiệt sức. Thì hai cái khái niệm này nó thường đi chung với nhau, nhưng mà tôi nói ngắn gọn là chúng ta mệt mỏi là lúc nào cũng thấy mệt hết. Cái này không phải giống như trong phim đôi khi là bữa nay anh thấy mệt quá hoặc là em thấy mệt quá. Không phải, quý vị thấy mệt là mệt thiệt, ngồi yên cũng mệt. Còn kiệt sức là sao? Kiệt sức là quý vị chỉ làm chút xíu việc thôi, quý vị thấy mệt rồi. Thì hai khái niệm này tuy rằng nó khác nhau nhưng mà nó giống nhau một điểm quan trọng là tim chúng ta không có đủ mạnh. Thì cái kiệt sức là một cái dấu hiệu có thể nó là nguy hiểm. Tại vì bình thường quý vị sẽ thấy không mệt, nhưng mà bây giờ tôi cho quý vị làm, ví dụ làm việc trên máy hoặc quý vị chạy bộ, quý vị vừa đi lên một cái con dốc chút xíu thôi thì quý vị thấy mệt. Trong khi cách đây một vài hôm thì quý vị không có thấy mệt, hoặc trong cách một vài tháng thì quý vị đi trên cái con dốc này rất là khỏe. Thì mệt mỏi và kiệt sức là những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải để ý. Ngoài bệnh tim ra, bệnh phổi ra, còn có khi là bệnh thận. Tại vì sao? Bệnh thận, thận hư không có lọc được những cái chất độc ra ngoài, khiến cho tích tụ những cái chất độc này. Và khi trong máu chúng ta có nhiều chất độc thì chúng ta sẽ yếu đi, chúng ta sẽ mệt, tại vì chúng ta không có đủ oxy. Đó là một trong những lý do khác thận, tim và phổi thường làm việc chung với nhau, dẫn đến mệt mỏi hoặc là kiệt sức. Rồi, đó là triệu chứng thứ tư. Triệu chứng thứ năm là ho kinh niên. Tôi nói cái khái niệm ho là một cái khái niệm rất là nguy hiểm mà nhiều quý vị chúng ta thường bỏ qua. Đầu tiên, ho là cái phản xạ của cơ thể. Ví dụ như tôi bây giờ. Là tại sao? Tại vì giả sử như tôi có cái hạt bụi hoặc cái gì đó nó vào phổi chúng ta và tôi ho để tôi đẩy cái ra ngoài. Có nghĩa là sao? Phổi chúng ta cảm giác có cái gì đó nó sai, có cái gì đó không bình thường. Thành ra ho là một cái cảm giác phản vệ, nói cho chúng ta biết là có cái gì đó không bình thường trên cái đường thanh quản của chúng ta, cái đường không khí chúng ta. Thì với bệnh tim thì nó không bình thường chỗ nào? Tại vì với trường hợp bị tim yếu thì có thể tích tụ nước ở phổi. Và khi mà chúng ta tích tụ nước ở phổi thì chúng ta ho, tại vì có cái gì đó bất thường. Giống như tôi nói, phổi chúng ta muốn đẩy cái nước ra, nhưng mà dĩ nhiên là đẩy không được, tại vì cái nước đó hoặc là những cái bệnh lý về phổi khác, ví dụ như là do hút thuốc lá, ví dụ như là lao phổi chẳng hạn. Thì lao phổi tại Hoa Kỳ không có xảy ra thường xuyên, nhưng mà lao phổi vẫn là một trong những bệnh rất là nguy hiểm tại Việt Nam. Và tôi nhắc lại rất là nhiều lần, một năm là Việt Nam có khoảng chừng 17 cho tới 20 ngàn người tử vong vì bệnh này. Thành ra đây là những cái dấu hiệu quý vị không thể nào bỏ qua được là quý vị ho. Và cái ho nguy hiểm ở đây là gì? Là ho nhiều hơn 2 tuần. Và nhất là ho ban đêm. Có nghĩa là ban đêm có ai đó ho sù sù. Thì quý vị phải nhớ là cái cơn ho đó nó nguy hiểm tới mức đánh thức cái người đó dậy và khiến chúng ta phải mang người thân của mình hoặc là chính quý vị đi gặp bác sĩ. Đừng có để quên cái cơn ho quý vị nha. Một điểm khác tôi cũng hay nói về cơn ho là mặc dù có nhiều thuốc rất là tốt để chữa ho và trong nhiều trường hợp hoàn toàn chúng ta đè cơn ho đó xuống, nhưng mà đó chỉ là chữa cái ngọn của vấn đề.
Khi chúng ta ho, chúng ta có cái lý do tại sao chúng ta ho. Và quý vị phải nhớ là ho là một cách cơ thể chúng ta bảo vệ cơ thể mình. Thành ra đôi khi chúng ta uống thuốc, chúng ta đè cái cơn ho đó rồi, chúng ta vẫn phải tìm ra lý do tại sao chúng ta ho. Rồi bây giờ tới cái triệu chứng thứ 6. Đây là một trong những triệu chứng mà có thể nói là chung chung nhưng mà thường hay bỏ quên. Đó là chán ăn hay là buồn nôn. Đó, tóm lại là quý vị không cảm thấy ăn ngon nữa. Quý vị cảm thấy mệt, quý vị không có muốn. Ví dụ ăn một cái miếng bánh, ăn một cái miếng steak, ăn một con cá mà quý vị thường thích. Phở Hà Nội, chả cá Thăng Long hay là những cái món quý vị thường ăn, không có thấy ngon nữa. Và đôi khi đó là một trong những triệu chứng đầu tiên của bệnh tim và bệnh phổi. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái là tại vì như thế này như thế nọ. Là tại sao? Tại vì bệnh thận, bệnh tim khiến chúng ta chán ăn, khiến chúng ta bị thích nước và khiến cơ thể chúng ta không có muốn nhận thêm đồ ăn. Và cái đó là một trong những cái dấu hiệu có thể là rất sớm, nhiều vị bỏ qua. Thành ra trong trường hợp đó chúng ta gặp bác sĩ để được kiểm tra về tim, kiểm tra về phổi và kiểm tra về thận. Như vậy, đó là 6 cái triệu chứng. Triệu chứng thứ 7, thì chúng ta đang nói về thứ 7 này, là thường xuyên đi tiểu đêm. Với quý ông là khi mà chúng ta trên 50, tiếng tiền liệt của chúng ta bự hơn. Thì tuyến tiền liệt là một cái tuyến ở bên dưới bọng đái. Thì khi cái tuyến này nó sẽ to ra theo thời gian. Và phần lớn quý ông trên 50 tuổi thì sẽ có tuyến này nó bự ra. Và khi cái tuyến này nó bự ra, nó ép lên cái đường tiểu của chúng ta, khiến chúng ta đi tiểu nhiều hơn. Nhưng mà những cái bệnh về tim, ví dụ như là suy tim, hoặc là yếu thận, hoặc là phổi, cũng khiến cơ thể chúng ta bị tích nước và khiến cho chúng ta muốn đi tiểu. Thành ra nhiều khi chúng ta cứ nghĩ đi tiểu là nghe bác sĩ nói là tại tuyến tiền liệt bự, thành ra chúng ta chỉ nhắm vào cái việc uống thuốc để làm giảm cái tuyến đó. Chúng ta quên mất rằng chúng ta cần phải kiểm soát, kiểm tra xem chúng ta có bị tim hay phổi, thậm chí thận hay không. Đó, thì bệnh nhân tới gặp tôi và nói là tiểu đêm, tôi ngoài cái việc chữa về tuyến tiền liệt, tôi thường đi một bước xa hơn là gọi tới bác sĩ tim và xem có vấn đề gì hay không. Rồi, triệu chứng thứ 8, triệu chứng này thường xảy ra ở người trẻ hơn, nhất là quý cô, đó là nhịp tim đập nhanh, đập mạnh hay là nhịp tim đập không đều. Tôi không nói về những cái dấu hiệu mà khi quý vị gặp người yêu hoặc là tình yêu sét đánh thì cái nhịp tim lên xuống thì cái đó là bình thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngồi yên mà chúng ta thấy thật giống như có ai đó đang đấm trong cái ngực của mình, hoặc là đang ngồi yên mà tự nhiên nó lên xuống bất thường, đây là một trong những dấu hiệu nguy hiểm của sinh lý điện, là cái hệ thống điện trong tim của chúng ta. Tim chúng ta, quý vị thấy tôi vẽ hình ở đây, thật sự nó là một cái cơ quan rất là phức tạp. Ngoài cái việc nó bơm máu là nó có cả hệ thống điện riêng, nó có hệ thống cung cấp máu riêng và có hệ thống riêng của nó, và có một cái hệ thống thần kinh nhỏ nhỏ của nó nữa. Thành ra trái tim chúng ta có thể xem như là một cái cơ quan mà giống như một cái khu tự trị trong một cái quốc gia vậy. Có nghĩa là nó tự kiểm soát nhiều thứ. Mà khi cái nhịp tim của nó không có đầy đủ, không có thường xuyên và khiến cho chúng ta lên xuống như vậy, và nhất là kèm theo cái cảm giác hồi hộp, khó thở, biếng ăn, đây là một trong những dấu hiệu rất là nguy hiểm. Quý vị cần phải gặp bác sĩ để tìm hiểu xem tim hay là phổi chúng ta có vấn đề gì hay không. Và tôi cũng nói luôn là cái nhịp tim chúng ta thường ở mức 60 cho tới 100. Nhiều quý vị tập thể dục rất là tốt, thành ra nhịp tim có thể xuống tới 50, thậm chí 40, không sao hết. Miễn là cái nhịp tim quan trọng nhất là điều. Điều là như thế nào? Quý vị để cái tay lên ở đây, thì cái động mạch ở đây, chúng ta có một cái động mạch, ngó tay cái nha, để dưới đây. Quý vị cảm giác xem nó đập như thế nào. Điều, điều chỉ đơn giản là quý vị thấy cái nhịp đập mạch đó, và quý vị có thể đoán được là cái nhịp sắp tới sẽ là như thế nào. Giống như đều đặn cứ đi đều. Thì cái đó là cái nhịp tim của chúng ta. Rồi, cái triệu chứng thứ 9 là chúng ta lo lắng, chúng ta thở nhanh, chúng ta chảy mồ hôi. Thì đây là một cái triệu chứng mà thường cũng hay xảy ra với tim mạch đập không nhiều hay là đập không đều. Nó thường đi chung với nhau, nhưng mà đôi khi nó cũng đi riêng. Nghĩa là chúng ta thở nhanh, chúng ta chảy mồ hôi. Và đây cũng là một trong cái triệu chứng mà có thể ảnh hưởng tới dây thần kinh và có thể liên quan tới hệ tim mạch. Và khi mà chúng ta bị stress, chúng ta hồi hộp, nhất là có nhiều quý vị
cần phải nói chuyện trước đám đông, quý vị thấy khó thở, quý vị thấy chảy mồ hôi, thì đôi khi chúng ta cần phải kiểm tra là tim chúng ta có vấn đề hay không. Thì đó là triệu chứng thứ 9 quý vị nhé. Và cuối cùng, cái triệu chứng thứ 10 là chóng mặt hoặc là ngất xỉu. Đây là một trong những triệu chứng có thể là rất là nguy hiểm, là tôi nói cuối cùng. Những quý vị thấy là nhức đầu, những quý vị thấy là hoa mắt và chóng mặt, và nhiều khi chúng ta muốn xỉu và chúng ta nghĩ là không sao hết, làm việc một ngày mệt nhọc chúng ta bị như vậy. Nhưng đây có thể là dấu hiệu chúng ta thiếu máu lên não. Đây có thể là một cái dấu hiệu cảnh báo sớm của cơn đột quỵ hoặc là cái cơn thiếu máu thoáng qua. Thì cái cơn này, cái lý do nó có nhiều, nhưng mà quan trọng nhất là tim chúng ta có thể là một phần là tim chúng ta bị nghẽn mạch máu và chúng ta không bơm máu đủ lên não. Ở cái thời điểm đó chúng ta thiếu máu và chúng ta thấy choáng, nhưng mà sau đó thì tim chúng ta lại được cung cấp máu và chúng ta qua được cái cơn đó. Có nhiều quý vị coi thường cái này, tại vì chỉ một vài giây thôi, không tới một vài phút nữa, thấy chóng mặt, chóng mà muốn xỉu mà. Rồi, sau đó quý vị tỉnh lại. Nhưng quý vị biết không, lần thứ hai, quý vị có thể bị stroke, bị đột quỵ. Và lần thứ hai, có thể quý vị phải bị bệnh trụy tim, hoặc là lên cơn đau tim. Thì khi mà chúng ta bị xỉu, chúng ta bị té, chưa kể là chúng ta có thể bị chấn thương vùng đầu, hoặc là quý vị đang lái xe bên này, quý vị có thể gây tai nạn. Nói tóm lại, chóng mặt, xỉu hoặc là thấy hoa mắt là những dấu hiệu không nên bỏ qua, nhất là quý vị đã có tuổi, nhất là quý vị hút thuốc lá hoặc là bị tiểu đường, nên là những cái dấu hiệu rất là nguy hiểm về bệnh tim mạch. Và tóm lại, đây là 10 cái triệu chứng nguy hiểm về bệnh tim mạch, bệnh phổi và bệnh thận. Và có một cái triệu chứng cuối cùng tôi đưa vô là gọi là bonus, tôi không nói là 11, tại vì nhiều khi nó quý vị mà không có nhớ đúng không, nhưng mà có một cái triệu chứng thứ 11 là mất ngủ và tăng cân hoặc là giảm cân. Quý vị còn nhớ cái bài nói chuyện của tôi về bệnh ngưng thở khi ngủ. Quý vị nhớ những bài nói chuyện tôi về giấc ngủ thì quý vị sẽ thấy là bệnh tim và giấc ngủ và phổi và thận đều liên quan chung với nhau. Thành ra khó ngủ, ngủ không được hoặc là ngưng thở khi ngủ đều tăng cái rủi ro hoặc là có thể là bị bệnh tim. Thành ra khi tăng cân, chúng ta có thể ngưng thở khi ngủ và dẫn tới bệnh đột quỵ. Hoặc là chúng ta bị tăng cân do tích nước ở chân, có thể là do suy tim. Nói tóm lại, 10 cái dấu hiệu này cộng thêm cái dấu hiệu cuối cùng là mất ngủ, thay đổi cân nặng là những cái dấu hiệu quý vị cần phải nhận biết, nhận thấy ngay lập tức và đi gặp bác sĩ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Khỏe với bác sĩ WinTrend, và chương trình này được livestream trực tiếp trên kênh YouTube của tôi hàng tuần vào mỗi chiều thứ 6 lúc 5 giờ rưỡi chiều California, và tôi cũng cập nhật về đại dịch COVID-19. Quý vị nghe tôi nói về sức khỏe tại Hoa Kỳ, nhớ rửa tay, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Quý vị tuân thủ theo những cái hướng dẫn của những cơ quan y tế sở tại, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cái đại dịch này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.